Một thế giới mà con sẽ trở thành một nhà lữ hành. Có một đứa em gái bị bắt cóc, nhưng mà con sẽ không có thời gian cứu nó vì vẫn đi chơi với mấy con ghệ ảo và đi làm coolie xuyên lục địa. Vậy thế giới đó là... Chào mừng đến Tự nhiên vô tận.